Chương 21. Một người phụ nữ bị một người đàn ông bế lên giường, sau đó chẳng phải sẽ làm chuyện đó sao? Trong khi tôi vẫn đang phân vân giữa việc từ chối và phục tùng, sao anh có thể ngủ được chứ? Đây rõ ràng là một sự sỉ nhục quá lớn. Tôi khẽ lay vai anh, không thấy anh nhúc nhích. Chuyển sang kéo tai, anh vẫn không nhúc nhích. Đàn ông gì mà ngủ say như chết? Lôi tôi đến làm tấm nệm, làm gấu ôm sao? Tôi ngọ nguậy, định ngồi dậy. Anh bất ngờ dụi đầu vào cổ tôi, đè chặt vào hai chân, hai tay tôi, mơ màng nói: Lạp Nhi, nằm yên đi. Lần này thì xong rồi. Ngoài trừ cái đầu còn ở ngoài, tôi chẳng khác gì Tôn Ngộ Không bị đè dưới chân núi Ngũ Chỉ. Lâm lào bào bên tai tôi: Vì chờ em nên suốt mấy ngày nay anh không chợp mắt. Ngoan nào, cho anh ngủ một lát. Tim tôi như tan chảy. Mấy ngày qua không chợp mắt sao? Chắc là đúng thế rồi. Nếu không sao có thể xuất hiện ngay khi tôi đặt chân lên tầng 4 được? Anh đã ngồi chờ tôi suốt mấy ngày sao? Bên tai là tiếng hít thở đều đều, trước mắt là những đốm sáng giao thoa trong không trung. Anh nói ngay cả khi trời mưa cũng có thể nhìn thấy các vì sao ở Bát Bán Cầu. Từng gốc cây, ngọn cỏ, từng ngôi nhà, viên ngói đều thấm đẫm tâm huyết của anh. Còn cả cây bạch dương ở trước nhà nữa. Mặc dù chỉ là cây non, nhưng ở Giang Nam làm gì có cây bạch dương? Chắc anh phải vận chuyển từ một nơi rất xa tới. Tôi từ từ nhắm mắt lại. Anh muốn ngủ thì để cho anh ngủ vậy. Tôi nằm mơ. Trong mơ tôi thấy núi Ngũ Chỉ, Tôn Ngộ Không và Đường Tăng khi còn nhỏ. Con khỉ nhỏ mắt lỗi, Đường Tăng giận tới mức không đèm để ý đến nó. Thế là nó kéo vạt áo cà sa của Đường Tăng, ngước đôi mắt đen lấy lên van nài. Nhìn bộ dạng thật khổ sở của nó, tôi bật cười và giơ tay ra. Con khỉ nhỏ nhảy vào lòng tôi, ngẩng đầu nhìn. Nó mới đáng yêu làm sao. Nhưng ngón tay thon dài của nó đặt lên ngực tôi, vừa buồn vừa đau. Đột nhiên tôi cảm thấy rất nóng. Cái nóng lan từ ngực ra toàn thân, vô cùng khó chịu. Tôi muốn đẩy con khỉ xuống, nhưng không hiểu sao lại không cựa quậy nổi. Đột nhiên phía dưới nhói lên một cái. Cảm giác đau đớn không mãnh liệt lắm, nhưng xa lạ. Tôi vẫn chìm trong giấc mơ kỳ lạ, chỉ cảm thấy toàn thân như bốc lửa, càng lúc càng khó chịu. Hơi thở hỗn hển vang lên bên tai tôi. Tôi choàng mở mắt, lập tức nhìn thấy gương mặt tuấn tú của Lâm. Đôi mắt anh vẫn đẹp vô cùng, nhưng giờ đã ý loạn tình mê. Thấy tôi đà tĩnh, anh liền nuốt tất cả sự sợ hãi, kinh ngạc mà tôi chưa kịp thốt ra bằng một nụ hôn. Phản ứng đầu tiên của tôi là đẩy anh ra, nhưng cảm giác của cơ thể và động tác của anh nói cho tôi biết tất cả đã quá muộn. Tôi đã hoàn toàn lạc lối trong thế giới của anh rồi. Giữa ánh sáng mờ ảo, anh chăm chú nhìn tôi. Ánh mắt vừa xót xa vừa áy náy, nhưng nhiều hơn cả là sự cương quyết. Tôi không dám tin đây là sự thật. Tiếng thét nghẹn cứng trong cổ họng, nước mắt từ từ lăn xuống. Không phải vì anh nhân lúc tôi không đề phòng mà chiếm hữu tôi, mà vì cuối cùng tôi vẫn rơi vào kết cục này. Vận mệnh luôn đi theo vào quỹ đạo riêng của nó. Những điều phải xảy ra, sớm muộn cũng sẽ xảy ra. Nhưng giữa tôi và anh còn có biết bao con người, với biết bao mối quan hệ phức tạp. Layla, Alice, bố mẹ anh Vương, và cả cái gọi là trách nhiệm nặng nề đối với dân tộc Raput nữa. Tôi khẽ gọi tên anh, cất tiếng hỏi giữa những hơi thở đứt quãng. Sao anh có thể đối xử với em như thế? Trong mắt anh hiện lên sự day dứt, nhưng chỉ là thoáng qua. Tôi vẫn nhìn thấy các vì sao ở Bắc Bán Cầu, nhưng tuyệt nhiên không thấy đường lui cho mình nữa. Hoan lạc dai dẳng khiến con người không kềm chế nổi. Anh thì thầm vào tai tôi: Lạp Nhi, em mãi mãi là của anh, mãi mãi. Điều này thật ra đã sớm là định mệnh. Trời sáng rồi lại tối, hay thật ra là vẫn chưa bao giờ sáng. Tôi mơ màng nằm trên giường, nghĩ bụng mình phải nổi giận, phải chất vấn anh sao dám làm như vậy. Nhưng toàn thân rã rời,
nặng trịch khiến tôi không sao nhúc nhích nổi. Cuộn người trong đống chăn, tôi nghe thấy tiếng nước chảy tí tách ngoài sân, hình như trời đang mưa. Tôi từ từ mở mắt, bắt gặp đôi đồng tử đen láy của Lâm, liền hít một hơi thật sâu, vung tay lên. Cái tát mới đi được nửa đường thì tấm chăn rơi xuống, để lộ hơn nửa cơ thể trần dày đặn những dấu hôn đỏ rực. Tôi vội rụt tay về, lúng túng kéo chăn lên. Hình như những dấu hôn đó có sức kích thích rất lớn, nên Lâm lại lao đến. Dừng lại, tôi run rẩy kêu lên. Hiện giờ mới kêu dừng lại thì quá muộn rồi. Quả nhiên anh không thèm để ý đến lời tôi. Bên ngoài, nước mưa nhỏ rơi tí tách. Trong phòng lại là bão tố mưa giông. Lâm vốn là kẻ độc tài trong tình yêu, chưa kể chuyện xảy ra hôm qua lại càng khiến anh mất hết kiên nhẫn. Em muốn đi vệ sinh. Giữa lúc cấp bách, tôi bụng miệng gào lên. Sau khi đã thân mật đến mức độ ấy mà lại nói lên câu này, liệu có làm cho đối phương sợ chết khiếp không nhỉ? Quả nhiên Lâm đã dừng lại, nhưng anh vẫn không chịu buông tôi ra, cho đến khi buôn một câu với vẻ không cam tâm. Nhanh lên nhé. Vừa thoát khỏi sự chế ngự, tôi lập tức quấn chăn kín người, bước xuống giường, chạy thẳng về phía nhà vệ sinh. Lâm còn dặn với theo, đi chậm thôi, cẩn thận ngã. Khi dòng nước ấm áp chảy khắp cơ thể, tôi đưa tay bịt miệng, ngăn tiếng nức nở. Cảm giác ngượng ngùng và bất lực dâng trào. Tôi không hận anh, chỉ hận bản thân mình là dễ dàng đầu hàng như vậy. Lâm làm sao có thể hiểu nổi. Có lẽ với đàn ông, việc lên giường với cô gái mà anh ta thích chẳng có gì là sai trái cả. Có thể anh nghĩ rằng cắt đứt với Layla chính là thể hiện thành tâm thành ý với tôi rồi. Nhưng nếu bây giờ Layla có chạy đến chửi tôi là hồ ly tinh, cho tôi một cái tát, thì tôi cũng chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng, không cách nào biện minh. Tại sao anh không giải quyết cái mớ quan hệ lằng nhằng đó rồi hãy thoải mái tới tìm tôi chứ? Tại sao anh lại muốn đẩy tôi vào cái chỗ trở thành kẻ bất nghĩa? Hay tất cả chỉ là những lời nói thoáng qua? Tôi chẳng qua cũng chỉ là một cô tình nhân nhỏ, mòn mỏi chờ đợi một danh phận giống như Alice. Hay anh cảm thấy tôi không còn trẻ trung gì nữa? Có làm chuyện này thì cũng là bình thường, nhưng sự từng trải chưa chắc đã tỷ lệ thuận với tuổi tác. Không phải cứ lớn hơn vài tuổi thì nhất định sẽ chai lì, vẫn đụng, coi mối quan hệ nam nữ như trò chơi. Sự hoảng hốt, sợ hãi và hoang mang của tôi, anh có hiểu không? Nước mắt lặn lẽ rơi xuống cơ thể trần trụi. Tôi không biết mình đã ngồi trong nhà tắm bao lâu. Cuối cùng, tôi dứt khoát lau nước mắt, quyết định phải nói rõ chuyện này với Lâm. Nhưng tôi lại không biết nên mở lời thế nào. Cửa vừa mở, tôi giận nảy mình khi thấy Lâm đã đứng đó. Tôi bối rối định lùi lại, nhưng vừa mới nhúc nhích, Lâm đã kéo tôi vào lòng. Người tôi thoát cứng đờ. Anh im lặng nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng dịu dàng, như thể đã sớm hiểu được sự hoảng hốt, sợ hãi và yếu đuối của tôi. Hạ giọng nói, anh xin lỗi. Mắt tôi lập tức lại đỏ hoe. Anh xin lỗi. Anh biết em không đồng ý, nhưng anh không hề hối hận về những gì đã làm với em. Em hận anh cũng được, khinh thường anh cũng được. Dù sao anh vẫn muốn từ thể xác tới trái tim của em đều là của anh. Anh đã biết trái tim em thuộc về anh rồi, sao không thể đợi tới lúc em đồng ý? Anh khẽ duỗi cằm lên đỉnh đầu tôi, đáp, vì anh biết em sẽ trốn chạy, em sẽ do dự, thậm chí sẽ từ bỏ. Thế giới rộng lớn, anh sợ không tìm thấy em. Thế giới hỗn loạn, anh sợ em không còn chờ anh ở chỗ cũ. Anh đã cô độc quá lâu rồi, anh muốn từ nay về sau luôn có em bên cạnh. Thế nên chi bằng trói chặt em từ bây giờ. Anh biết đây là hạ sách, nhưng anh không có thời gian. Anh muốn em không chỉ thể xác, mà cả cuộc đời em đều thuộc về anh. Những lời nói quả quyết của anh khiến cả người tôi run rẩy. Lạp Nhi, hãy ở lại bên cạnh anh, đừng chạy trốn nữa. Không phải tôi muốn trốn chạy, mà là tôi sợ.
Nhưng nhịp đập trái tim anh, sự dịu dàng, sự khẩn thiết, thậm chí cả sự ngang ngược của anh đã từng bước chế ngự tôi, khiến tôi hoàn toàn mất khả năng kháng cự. Em có yêu anh không? Đột nhiên anh khẽ hỏi. Tôi không đáp, cúi gằm mặt xuống. Bàn tay với những ngón thon dài của anh nâng cằm tôi lên, dịu dàng mà cương quyết, ép tôi phải nhìn thẳng vào mắt anh. Nói cho anh biết, em có yêu anh không? Nếu anh chỉ là hàng xóm của em, hoặc bạn học của em, hay là bất kỳ một người nào đó xuất hiện trong cuộc đời em sẽ yêu anh chứ? Em sẽ giành lại anh từ tay người khác chứ? Vì từ đầu chí cuối, tôi chỉ im lặng, nên giọng điệu của Lâm đã dần trở nên chua chát. Hai cánh tay càng lúc càng siết chặt, khiến tôi gần như nghẹt thở. Có yêu không? Có yêu không? Anh cố chấp hỏi hết lần này đến lần khác, khiến đầu óc tôi càng choáng váng, hỗn loạn. Cuối cùng, tôi ngước mắt lên, đặt tay lên trái tim của anh, khẽ thốt ra một chữ, yêu. Dù chữ yêu này rất yếu ớt, nhưng nó chính là sự khởi đầu của một lời hứa vĩnh hằng. Và Lâm đã nghe thấy. Cặp lông mày đang nhíu lại lập tức giãn ra, đôi mắt đong đầy sự lo lắng, cay đắng trở nên rất đỗi dịu dàng. Những vì sao lấp lánh nơi đáy mắt làm bừng sáng cả gương mặt tuấn tú. Anh ôm tôi đi về phía giường. Lần này tôi không hề phản kháng. Tôi có yêu anh hay không? Chẳng phải anh đã biết rồi sao? Cần gì phải hỏi nữa? Sau này Lâm nói với tôi rằng, sở dĩ anh ép tôi phải nói ra chữ yêu bằng được, vì anh sợ sẽ mất tôi, vì anh biết tôi sợ hãi cuộc sống phức tạp của anh, vì anh biết con đường phía trước đầy gian nan trắc trở. Thế nên anh mới đưa ra hạ sách này. Anh muốn giữa tôi và anh có thêm chút tình nghĩa. Như vậy tôi sẽ chờ đợi anh. Anh tin rằng chỉ cần tôi toàn tâm toàn ý với anh, không trốn chạy, thì anh có thể bảo vệ tôi trước tất cả sự đả kích của kẻ thù và thời cuộc hỗn loạn. Đáng tiếc, vận mệnh đã sớm được an bài. Giây phút một lần nữa cùng anh, tôi cảm nhận được ranh giới mong manh giữa tình yêu và sự đau đớn. Sự ngoan ngoãn của tôi khiến Lâm như điên dại, giữa những hơi thở hỗn hển, run rẩy và kích động. Anh thì thầm vào tai tôi, ngải mễ lạp, anh yêu em, anh sẽ mãi mãi yêu em. Anh xin thề, ba chữ này, bất luận là với người Pashtun hay người Rajput, đều là lời hứa vô cùng trịnh trọng. Đây là lần đầu tiên anh nói yêu tôi một cách trịnh trọng đến vậy. Bây giờ tôi không còn lo lắng hay sợ hãi nữa. Tôi yêu anh và sẵn sàng chấp nhận tất cả những gì anh mang tới cho tôi, dù là đau khổ hay tình yêu. Khi Lâm buông tôi ra, cả người tôi rã rời đến mức không động đậy nổi. Anh khẽ thốt lên, em đẹp lắm. Em biết, anh đừng lại gần. Đáng lẽ tôi phải nói câu này với một thái độ gay gắt, nhưng quả thực tôi đã mệt lắm rồi, nên lời nói cũng bất giác trở nên mềm mại, nhu mì. Lâm khẽ phì cười. Tôi thầm than thở, anh vốn dĩ đã là mỹ nam rồi, đừng cười như thế khi trên người không mặt gì được không? Chẳng khác nào dụ dỗ người ta phạm tội. Anh vuốt ve tấm lưng trần của tôi, cất giọng nói khàn khàn đầy mê hoặc. Anh lấy nước cho em uống nhé. Không, tôi không muốn anh rời khỏi tôi, dù chỉ là đi lấy nước. Tôi lập tức bò về phía anh, dụi đầu vào lòng anh, ôm chặt người anh, nói, ôm thêm một chút nữa. Anh khẽ ôm lấy tôi nhắm mắt lại, hưởng thụ sự dịu dàng đó, nên không thấy được nụ cười nơi khóe môi anh, hạnh phúc như thể ôm được cả thế giới. Một lúc lâu sau, tôi sực nhớ ra một chuyện, bấm đốt ngón tay. Tôi và Lâm đã ở cạnh nhau 3 ngày rồi. 3 ngày qua, ngoài những lúc ăn uống, chúng tôi luôn chìm đắm trong mật ngọt tình yêu. Tôi cũng quên bén cả việc sử dụng biện pháp tránh thai. Tôi lo lắng đẩy anh ra, định chạy tới hiệu thuốc. Ánh mắt long lanh vui vẻ của Lâm đột nhiên như bị phủ một lớp băng tuyết lạnh giá. Anh hừ một tiếng, nói, có thì đẻ chứ sao? Đừng có chuyện gì cũng đem ra đùa như thế có được không? Đẻ cái gì mà đẻ?
Lúc này đầu óc của tôi đã đông cứng lại, chỉ biết giục anh đi mua thuốc. Anh ôm tôi vào lòng, nói: "Vài ngày nữa anh sẽ nói chuyện với gia đình. Bất luận kết quả thế nào, tuần tới anh và em sẽ về Hàn Châu gặp mẹ em." Tôi không thể theo kịp lối tư duy nhảy cóc thần tốc của anh, lắp bắp hỏi lại: "Gặp mẹ em? Ừ, chính là bà Vương Bảo Ngọc của em ấy." "Tất nhiên em biết bà Vương Bảo Ngọc là mẹ em, nhưng anh gặp bà ấy làm gì?" "Xin bà cho anh cưới em." "Cưới em? 2 tháng nữa anh sẽ tốt nghiệp. Đợi đến lúc đó chúng ta sẽ kết hôn. 2 tháng vừa đủ để chuẩn bị. Thế nên em đừng sợ, nếu có thì đẻ thôi, nhé." Dứt lời, anh cúi xuống, hôn nhẹ lên trán tôi. Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. "Lâm, thế này là..." "Cầu hôn em?" "Ngại mẽ lạc. Em có đồng ý lấy anh không? Hay em muốn anh phải quỳ xuống mới chịu đồng ý?" Thấy tôi không trả lời, anh sốt ruột hỏi tiếp: "Ý tôi đâu phải như vậy." Sực nhớ ra một chuyện quan trọng, tôi nghiêm túc hỏi: "Lâm, anh có thể lấy mấy người vợ?" "4 người." Quả nhiên, tôi lặn lùng hừ một tiếng. "Anh có thể lấy 4 vợ, nhưng cả đời này anh chỉ lấy một mình em thôi. Tất cả những việc anh hứa với em, anh sẽ làm được. Ngại mẽ lạc, em sẽ là người vợ duy nhất suốt đời này của anh." Trước thái độ sửng sốt của tôi, anh lại trao cho tôi một nụ hôn dài, như minh chứng trời hứa của mình. Cả chục tiếng đồng hồ sau khi Lâm thốt ra câu đó, tôi luôn trong trạng thái thất thần, trong khi anh đã làm đủ mọi việc. Nào là nấu trà bạch ngọc, đọc sách, ôm hôn tôi. Ngay cả những lời dặn dò của anh, tôi cũng chỉ nghe câu được câu chăng. "Trong lúc anh về bàn chuyện với gia đình, em cứ ở đây. Muốn làm gì cũng được, hằng ngày anh sẽ gọi điện cho em. Đừng lo lắng." "Đừng lo lắng sao? Sao tôi có thể không lo lắng được chứ? Anh đã cầu hôn tôi, tôi cũng coi như là người của anh rồi. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, tôi vẫn chưa kịp thích ứng với việc sắp trở thành vợ của anh. Hơn nữa, chẳng cần nghĩ cũng biết người nhà của anh sẽ không vui vẻ chấp nhận đứa con dâu như tôi." "Anh sẽ đi đâu để tìm ngôi chung?" tôi sốt ruột hỏi. "Ông ấy thường ở tòa tháp Song Tử." "Ờ, lại nghĩ linh tinh gì vậy? Anh sẽ xử lý ổn thỏa mọi việc. Em cứ yên tâm đợi anh về." Anh xoa đầu tôi và nói: "Hay anh dẫn em đi đâu đó chơi nhé. Xong rồi về nhà cũng được." Nhắc đến đi chơi, tôi bỗng cảm thấy thấp thỏm không yên, không kìm được đứng dậy ôm lấy anh. Lâm vỗ nhẹ lên lưng tôi, hỏi: "Em muốn đi đâu?" Tôi lắc đầu. "Vậy con muốn ra ngoài ăn chút gì không?" Tôi lắc đầu. "Vậy anh đưa em đi mua sắm nhé, xem phim, cưỡi ngựa." "Tôi chẳng muốn đi đâu cả. Mấy ngày trốn ở đây, tôi thật sự không muốn nghĩ đến những chuyện xảy ra bên ngoài nữa. Không biết Ngô Trung sẽ nói gì khi biết chuyện của chúng tôi. Liệu Lâm có do dự không?" "Vậy thì cứ ở trong nhà vậy." Anh khẽ an ủi. Tôi vân một tiếng và ôm chặt anh hơn. Mấy ngày sau đó, chúng tôi chỉ ở trong nhà. Tôi thử làm bánh naan, nấu trà bạch ngọc và thịt dê nướng của Pakistan. Mặc dù mùi vị rất tệ, nhưng Lâm đều có thể nuốt trôi mà không hề chớp mắt. "Sau này anh sẽ nuôi ngựa, còn em sẽ làm bánh. Chúng ta sẽ sống một cuộc sống yên bình." Anh bế tôi lên đùi và nói với vẻ hạnh phúc. Tôi tự nhủ, cuộc sống hạnh phúc nhất chẳng phải đều là chồng ra đồng cày cấy, vợ ở nhà dệt vải sao? Tuy giản dị, nhưng tôi chỉ cần có vậy. Lâm rất thích đọc sách, nhất là sách về huấn luyện ngựa. Một cuốn, anh có thể đọc đi đọc lại 3 ngày không chán. Ở Was có giống ngựa đua nhanh và có thể chịu đói, chịu rét tốt nhất vùng Trung Á. Chúng ta sẽ mua một con ngựa giống thật tốt, sau đó huấn luyện và đem đi thi đấu. Anh tì cằm vào vai tôi, vừa nói vừa dở sát. Tôi nhắm mắt, ngã đầu vào vai anh, giả vờ ngủ. Anh cắn nhẹ vào cổ tôi, khiến tôi nhột quá, phì cười, nói: "Ừ, được rồi." Was là quê hương của Lâm. Sau này, dù có đến đó hay đi đâu,
tôi cũng sẽ theo anh. Chiều muộn, tôi rủ Lâm ra ngoài đi dạo. Anh dắt tay tôi, chậm chậm bước đi trên con đường hàng sơn cổ kính. Cuối xuân sang hè, người qua lại không nhiều lắm. Chúng tôi sắn vai nhau, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới bể. Ví dụ tuổi thơ của anh, trường học của anh, và cả ngôi nhà của tôi ở Hàng Châu. Anh hỏi mẹ tôi thích món gì, có sở thích gì. Tôi liền trêu có phải anh muốn lấy lòng bà hay không. Anh lườm tôi một cái rồi lại dắt tay tôi đi tiếp. Chúng tôi đi từ đầu đường tới cuối đường rồi lại vòng lại. Cứ như vậy, tôi nắm tay anh đi giữa những làn gió đêm đầu hè, đi hết khoảng thời gian hạnh phúc cuối cùng của cuộc đời mình. Khi quay về nhà, tôi thấy vệ sĩ của Ngô Trung, chính là người có khẩu âm đặc sệt tiếng Urdu, đang quanh quẩn dưới gốc cây hòe ngoài cổng, nét mặt u ám. Mặt Lâm đột nhiên trở nên lạn tăn. Người đó nhìn thấy chúng tôi thì cúi đầu chào hỏi rồi cung kính đưa ra một chiếc phong bì, nói: "Cậu hai, đại ca sai tôi đưa cái này cho cậu." Chiếc phong bì mỏng dính, hình như bên trong chỉ có một tờ giấy. Lâm không cầm, cũng chẳng nói gì, nhưng tôi có thể cảm nhận được bàn tay đang nắm lấy bàn tay tôi của anh, đang siết chặt lại, khẽ run rẩy. Tôi vội nắm chặt tay anh, như muốn nói: "Không sao, bất luận là ai tìm đến, bất luận phía trước có biến cố gì, tôi sẽ mãi mãi ở bên anh." Vệ sĩ thấy Lâm không chịu cầm phong bì thì cũng không có tỏ thái độ gì cả, chỉ nhẹ nhàng đặt nó xuống bồn hoa bên cạnh rồi bỏ đi. Lâm mở cửa và dắt tôi vào nhà. Từ đầu chí cuối không hề liếc nhìn chiếc phong bì lấy một lần. Nhưng không xem, không đọc, không có nghĩa là không biết nội dung của nó. Chiếc phong bì này đột nhiên xuất hiện, chứng tỏ Ngô Trung đã biết về căn nhà này. Nếu Ngô Trung đã biết, thì chẳng lý gì Lai La lại không biết. Lòng tôi nặng trĩu tâm tư. Trời bắt đầu mưa, rồi càng lúc càng to, mang theo gió lớn, sấm chớp ầm ầm. Xem ra mưa sẽ không nhanh tạnh đâu. Lâm bước ra khỏi nhà tắm, bước đến sofa, ngồi xuống và ôm tôi vào lòng. Nếu không đem vào sẽ ướt hết đấy, tôi khẽ nói. Anh vờ như không nghe thấy, bế tôi vào phòng ngủ. Thật mong cho chiếc phong bì đó để ở ngoài, vì gió thổi mưa bay làm ướt hết. Như vậy có thể coi như không có chuyện gì. Đêm đó tôi mất ngủ, còn Lâm thì ngủ ngon lành. Đoán anh đã ngủ say, tôi nhẹ nhàng ngồi dậy, đi ra ngoài. Chiếc phong bì vẫn còn ở chỗ bồn hoa, mặc dù đã ướt nhẹp, mờ hết cả chữ. Tôi mở ra xem, không phải thư mà là một trang báo của Tân Hoa Xã. Trong đó viết: AFP đưa tin, nhằm quét sạch các phần tử thân Mucha ở khu vực giáp danh đèo Khyber. Vào lúc 4 giờ sáng ngày mùng 7, theo giờ địa phương, quân Liên minh phương Bắc đã khởi động và thực thi các hoạt động quân sự theo kế hoạch đã định. Mặc dù vẫn chưa rõ kết quả của đợt ra quân này, nhưng tướng Ahmed, thủ lĩnh khu vực Tây Bắc của Liên minh phương Bắc, đã tuyên bố họ sẽ tuyệt đối không rút lui, dù có chết cũng phải ghim chân quân Mucha ở đèo Khyber. Ngoài ra, một hãng thông tấn của Nga cũng đưa tin, vào ngày mùng 6, khắp nơi trong thành phố Peshawar, cách đèo Khyber hơn 20 km, đều có thể nhìn thấy quân Mucha được vũ trang đầy đủ đang chờ xuất quân. Mỗi binh sĩ được trang bị ít nhất 5 loại vũ khí sát thương, trong khi quân Liên minh phương Bắc lại không có đủ đạn dược và vũ khí. Không biết tướng Ahmed sẽ chặn đánh quân Mucha ở đèo Khyber như thế nào. Ngay khi đọc xong bài báo, tôi muốn ném chiếc phong bì đi. Nhưng nghĩ lại, vô ích thôi. Dù tôi vứt tờ báo đi thì vẫn còn TV, đài phát thanh, mạng Internet. Pakistan bắt đầu đại loạn rồi. Số phận đã định Lâm là con át chủ bài của ván cờ này. Cuối cùng, anh vẫn phải đi thôi. Sau lưng bất ngờ vang lên một giọng nói ngái ngủ của Lâm. Sao em lại chạy ra đây? Tôi quay lại, thấy anh đang cầm một chiếc áo, đứng ở cửa, biểu cảm rất bình tĩnh. Dù đã nhìn thấy chiếc phong bì trong tay, nhưng anh vẫn bình tĩnh bước đến, bình tĩnh khoác áo ngủ cho tôi và dắt tôi vào nhà.
Tôi im lặng đi theo anh. Anh đỡ tôi vào giường, sau đó đứng thẳng dậy, nhìn vào mắt tôi hỏi: "Lạp Nhi, nói cho anh biết em đang nghĩ gì đi." Tôi cụp mắt xuống, lý nhí đáp: "Không nghĩ gì cả." Anh nâng mặt tôi lên nói: "Em có biết điều anh sợ nhất là gì không? Chính là bộ dạng lúc này của em. Rõ ràng em đang suy nghĩ gì đó nhưng lại giữ kín trong lòng, rồi ngay lập tức sẽ bỏ đi." Tôi kinh ngạc. Anh vuốt má tôi, từ tốn nói: "Lạp Nhi, nói cho anh biết em đang nghĩ gì được không? Nếu em sợ hãi, hãy nói ra. Nếu em không vui, anh sẽ không đi đâu nữa." Giọng nói của anh có chút van nài, có chút mông lung của màn đêm. Luôn có một lúc nào đó, con người cảm thấy yếu đuối và muốn bỏ cuộc. Những lúc như vậy, chỉ cần một chút ngoại lực tác động là có thể xoay chuyển cả cục diện. Sau này, tôi đã từng tự hỏi, liệu đó có phải thời khắc do dự cuối cùng của Lâm? Nếu lúc đó tôi ngăn cản anh, có lẽ anh sẽ không đi thật. Mặc kệ thiên hà đại loạn, mặc kệ đám quân lính vũ khí đầy người ở đèo Khyber. Nhưng sau đó thì sao? Liệu anh có hối hận không? Anh có hận tôi không? Tâm tư tôi giằng xé. Giữa đêm khuya tĩnh mịch, chỉ nghe tiếng mưa tí tách ngoài cửa sổ. Cuối cùng tôi nói: "Nếu anh muốn đi thì hãy đi đi, nhưng nhớ phải quay về." Anh nhìn tôi chăm chăm rồi ôm tôi vào lòng, không nói gì nữa. Cả đêm tôi lăn lộn trong giấc ngủ chập chờn. Lâm cũng không ngủ được. Khi mở mắt ra, tôi thấy chiếc tivi ở phòng bên đang phát kênh tin tức quốc tế. Người dẫn chương trình đang nói liên thoắn về chiến sự ác liệt ở đèo Khyber. Sáng sớm hôm nay, quân Mucha đã vượt qua đèo Khyber, tấn công quân liên minh phương Bắc với khí thế mãnh liệt, đã rút quân tới Jalalabad. Lâm chăm chú nhìn màn hình tivi, những tia sáng nhấp nháy trên mặt anh toát lên vẻ ma mị. Chiếc phong bì ướt sũng được đặt trên mặt bàn. Nghe thấy tiếng động trong phòng ngủ, anh ngoái đầu lại, mỉm cười hỏi: "Em dậy rồi à?" "Ừ," tôi đáp, bước tới ôm anh. Anh dịu dàng hỏi: "Sao vậy?" Tôi ngã vào lòng anh, im lặng không nói một lời. "Lạp Nhi, anh muốn bàn với em một chuyện. E rằng anh phải đi London một chuyến." Tôi không bất ngờ trước việc này. "Khi nào?" "Hôm nay." Thấy tôi không nói gì, anh nâng cằm tôi lên, nhìn thẳng vào mắt tôi sốt sắng nói: "Anh đi rồi sẽ về mà. Trước khi anh quay về, em không được đi đâu cả. Ở đây đợi anh nhé." "Vâng, em thề đi, em thề." "Còn một việc nữa." "Việc gì?" "Tất cả những chuyện liên quan đến anh, nếu không phải do chính miệng anh mà là một người khác nói ra, em đều không được tin." "Vâng." Mỉa mai thay, tất cả mọi lời hứa và lời thề đều như đóa phù dung sớm nở tối tàn, chỉ có giá trị vào giây phút nó được thốt ra. Sau khi tiễn Lâm, tôi vội vã quay về công ty. Mất tâm mất tích bao nhiêu ngày, cũng phải cho Hồ Hiểu Ân một lời giải thích chứ. Bên ngoài chắc đã trải qua một trận long trời lở đất rồi. Tôi định bụng buổi chiều sẽ gọi điện cho Vương Nhuệ, hủy bỏ hôn ước với anh ta. Hồ Hiểu Ân không có ở công ty, cả người quản lý cũng không có, cả công ty chỉ lèo tèo vài người. Nhìn thấy cảnh tượng này, không hiểu sao tôi lại thấy vô cùng hoang mang. Kéo một cô lễ tân lại hỏi mới biết cục thuế đột ngột kiểm tra. Tôi thấp thỏm đi về bàn làm việc của mình, sạc pin điện thoại, giật nấy người khi phát hiện hơn 100 cuộc gọi nhỡ và tin nhắn, đều là của Vương Nhuệ. Tôi xem từng tin nhắn một, anh ta hỏi tôi đang ở đâu, vì sao không nghe máy, ngày nào cũng là những tin nhắn như vậy. Tôi có thể cảm nhận được sự sốt ruột, lo lắng của anh ta. Đột nhiên tôi nhìn thấy một tin nhắn: "Mễ Lạp, anh thấy hơi lo lắng, bây giờ anh sẽ tới gặp em." Tôi sợ toát mồ hôi hột. Nhìn thời gian gửi đi thì là một đêm của hơn một tuần trước. Hôm đó hình như là ngày tôi mới về nhà. Suốt từ đó đến khoảng 9 giờ sáng ngày hôm kia, anh ta mới gửi tiếp tin nhắn: "Mễ Lạp, hàng ngày anh sẽ đợi em dưới công ty cho tới khi em xuất hiện."
Nếu em mở máy và đọc được tin nhắn này, hãy xuống gặp anh. Tôi vội vã chạy xuống tầng. Chỉ có vài phút thôi mà tim tôi đập thình thịch, cảm tưởng như đang lao ra pháp trường. Mà xét ở một phương diện nào đó thì cũng đúng. Tôi hít một hơi thật sâu để ổn định tâm trạng của mình. Sớm muộn gì cũng phải đối mặt thôi. Quả nhiên, Vương Nhuệ đang đợi tôi trong quán cà phê ở tầng 1. Thấy tôi xuất hiện với thần sắc hoảng loạn, anh ta không nói một lời, đứng dậy, lặn lùng ra hiểu cho tôi đi theo anh ta. Tôi chợt nhớ đến một câu: đừng coi vợ chồng hoặc người yêu của mình là đồ ngốc. Bạn làm gì, đối phương nhất định sẽ biết. Tôi đi theo anh ta tới một góc khuất của tòa nhà. Đang định mở miệng xin lỗi thì anh ta đã xua tay, lên tiếng: để tôi nói trước. Tôi đành phải im miệng nhường anh ta nói trước. Thế mà anh ta lại chẳng nói chẳng rằng, chỉ nhìn tôi chằm chằm, khiến tôi nổi hết da gà. Rất lâu sau anh ta mới nói: tôi từng này tuổi rồi, sớm đã biết tìm vợ phải tìm người hiền thục, chứ không phải tìm người xinh đẹp. Phụ nữ đẹp tôi đương nhiên thích, nhưng kẻ khác cũng sẽ thích. Thế nên người vợ như vậy sẽ khó mà yên phận sống cùng tôi. Nghe những lời này, nhìn vẻ mặt anh ta, tôi đoán chắc tối hôm đó anh ta đã tới nhà tôi, và có khi đã nhìn thấy cảnh giằng co giữa tôi và Lâm rồi. Cứ tưởng là hàng xóm tò mò, hóa ra lại là chính là Vương Nhuệ. Những lời tiếp theo của anh ta đã chứng thực suy đoán của tôi. Ngái mễ lạp, tôi kéo cô ra khỏi cái nơi rát rưởi đó. Cứ tưởng là cô sẽ man ơn tôi, không ngờ sắp đến ngày cưới mà cô còn chạy theo gã đàn ông khác. Cô đúng là đồ vong ơn phụ nghĩa. Tôi điếng người trước những lời lẽ cay nghiệt của anh ta, định nổi xung lên cho anh ta một trận, nhưng thấy mắt anh ta đỏ hoe, lại thôi. Anh ta cay đắng nói tiếp: ngái mễ lạp, cô tưởng tôi không biết cô không thích tôi sao? Nhưng tôi đã tìm mọi cách để lấy lòng cô. Cô tưởng tôi không biết những kẻ người yêu cũ vớ vẩn và tiếng xấu của cô sao? Nhưng tôi thích cô, thích gương mặt đẹp như hồ ly tinh này của cô. Khó khăn lắm tôi mới cắt ngang được những lời chửi mắng thầm tệ của anh ta, nói: anh đừng như vậy, tôi biết tôi có lỗi với anh. Tôi hôm nay tôi cũng muốn gặp anh để nói lời chia tay với anh. Vương Nhuệ nghiến răng kèn kẹt rít lên: chia tay tôi? Cô muốn đi theo gã Ngô Thượng Lâm đó? Quả nhiên anh ta đã biết tất cả. Ngái mễ lạp, cô thật không biết tự lượng sức mình. Công tử của tập đoàn Hoàn Á sẽ thực lòng yêu cô sao? Năm nay cô bao nhiêu tuổi? Còn Ngô Thượng Lâm bao nhiêu tuổi? Đúng là cô rất xinh đẹp, nhưng bên cạnh Ngô Thượng Lâm thiếu gái đẹp hay sao? Alice là em gái cô phải không? Bị Ngô Trung chơi đùa vài năm, chẳng phải rồi cũng bị đá đi sao? Mặt tôi biến sắc, ngay cả điều này mà anh ta cũng biết. Anh ta tiếp tục mỉa mai: mà cũng khó chắc, cả nhà cô đều hèn hạ như thế. Bố cô chạy theo một ả đàn bà hư hỏng, em gái cô là bồ nhí của Ngô Trung, còn cô thì không biết xấu hổ khi lên giường với con trai ông ta. Một bên là cha con, một bên là chị em, ai biết. Không thể chịu nổi với những lời nhục mạ bẩn thỉu từ miệng anh ta, tôi gào lên, im miệng. Thì ra khi đàn ông nổi giận cũng có thể trở nên hung dữ và cay nghiệt đến thế này. Tôi quay ngoắt người bỏ đi, vốn định sẽ chia tay trong hòa bình, nhưng chắc là không được rồi. Vương Nhuệ cảm thấy bị tổn thương, bị lừa dối, không cam tâm, tôi có thể hiểu được. Nhưng anh ta không được kéo cả Alice vào chuyện này, càng không được nhục mạ bố mẹ tôi. Vậy mà tôi đã suýt gắn bó phần đời còn lại của mình với một người đàn ông như thế này, thật đáng sợ. Vương Nhuệ vẫn còn nói với theo, giọng run run: ngãi mễ lạp, tặng cô một món quà cuối cùng đây. Nhà đầu tư lớn nhất đứng sau tập đoàn Hoàn Á là một công ty của Anh Quốc có tên là Moza. Công ty này thuộc về tiểu thư Laila Shire Mufti. Tôi quay phát lại, trừng mắt nhìn anh ta, đúng lúc bắt gặp sự cay độc và đắc ý trong mắt anh ta. Ngái mễ lạp, ít nhiều thì cô cũng nên biết tình hình hiện nay của Hoàn Á chứ. Cho dù Ngô Thượng Lâm thích cô, không bận tâm đến việc cô nhiều tuổi hơn anh ta,
nhưng so với số tài sản hơn chục tỷ nhân dân tệ và đế quốc thương nghiệp của bố anh ta, cô có những gì? Cho dù nhà họ Ngô không quan tâm tới mối quan hệ loạn luân của các người, thì cô mãi mãi chỉ có thể là kẻ nằm chung giường với con trai họ mà thôi. Tôi chạy đi. Bên tai vẫn văng vẳng câu nói cuối cùng của Vương Nhuệ. Người mà Ngô Thượng Lâm muốn cưới, cho dù không phải là Lai La, thì cũng không bao giờ tới lượt cô. Tỉnh lại đi, ngái mế lạp. Lao vào thang máy, tôi gửi tin nhắn cho Lâm. Đương nhiên không nhắc tới chuyện Vương Nhuệ nói, chỉ hỏi giờ anh đã tới London chưa, mọi chuyện đều ổn chứ. Lâm không trả lời. Chắc anh ta đang ở trên máy bay. Tôi hít một hơi thật lâu, lấy lại bình tĩnh. Từ nhũ Vương Nhuệ chỉ nói linh tinh, anh ta đâu có hiểu tôi và Lâm. Rồi bước vào công ty. Hồ Hiểu Ân đang ngồi trong phòng làm việc, một tay đưa lên chống đầu, nét mặt tiều tụy. Vừa nhìn thấy tôi, chị ta lập tức gọi tôi vào. Tôi không khỏi lo lắng trước vẻ mặt khát lạ của chị ta, liền hỏi: "Sếp, đã xảy ra chuyện gì vậy?" Hồ Hiểu Ân nghiến răng nói: "Đúng là tôi đã đánh giá thấp cô ta rồi. Ngay cả bà chủ Hồ này mà cũng dám dây vào." Tôi không biết cô ta mà Hồ Hiểu Ân đang nói tới là ai, liền hỏi dò: "Ai đắc tội với chị vậy?" Hồ Hiểu Ân nhìn tôi chằm chằm hỏi: "Mễ Lạp, Lâm, Ngô Thượng Lâm đã nói những gì với cô?" Đây là lần đầu tiên bà chủ Hồ thừa nhận trước mặt tôi chuyện có quen biết Lâm. Chị ta giúp tôi nhiều như vậy, chắc quan hệ với anh cũng không tồi. Thế là tôi sốt sắng đáp, nói rất nhiều, nói chị là bạn tốt của anh ấy. "Tôi là chị cậu ta, bạn bè cái gì chứ, chẳng biết tôn ti gì cả." Bà chủ Hồ hừ lặn một tiếng, đốt lại. Tôi nhăn nhở cười trừ. Bỗng Hồ Hiểu Ân tức giận đập bàn rầm rầm nói: "Cô có biết từ nhỏ tới lớn, thằng danh đó đã gây ra bao nhiêu họa không? Toàn là chị Hồ này phải đi sau dọn dẹp hậu quả cho cậu ta. Có điều, lần này..." Đan nói, chị ta bỗng ngập ngừng, đôi lông mày nhíu tịt lại. "Là Lai La hay Ngô Trung vậy?" Tôi hỏi thẳng. "Ngô Trung không dám động đến tôi," Hồ Hiểu Ân bực bội đáp. "Vậy thì là Lai La rồi. Cô ta làm gì chị?" Hồ Hiểu Ân khẽ lắc đầu. Tình hình này có thể thấy bất luận Lai La đã làm gì đều có ảnh hưởng rất lớn đối với công ty. "Tôi xin nghỉ việc có giúp được gì cho chị không?" tôi hỏi. Hồ Hiểu Ân kinh ngạc ngẩng đầu nhìn tôi. "Tôi nghĩ kỹ rồi, tôi sẽ lập tức xin thôi việc. Lai La gây khó dễ với chị cũng chỉ vì Lâm nhờ cậy chị giúp tôi. Chỉ cần tôi nghỉ việc, cô ta tất sẽ để yên." "Hừ, tôi mà sợ cô ta sao?" "Không phải sợ mà là không cần thiết. Tôi thật sự không muốn vì mình mà bao nhiêu nhân viên trong công ty bị ảnh hưởng." Đột nhiên, mắt Hồ Hiểu Ân sáng lên. Chị ta quay sang tôi nói: "Hay cô đi công tác một thời gian nhé." Tôi phì cười: "Sếp, đôi lúc sếp thật đáng yêu." Hồ Hiểu Ân trừng mắt trước lời nịnh nọt của tôi. Bỗng tôi nhớ ra một chi tiết vô cùng quan trọng, vội hỏi: "Có điều tôi không hiểu lắm, người mà Lai La yêu chẳng phải là anh trai của Lâm sao?" Hồ Hiểu Ân không đáp mà hỏi lại: "Ai bảo cô người Lai La yêu là Ngô Thiên Kỳ?" Tôi sững sốt, chính miệng Lâm đã nói thế mà. Hồ Hiểu Ân thở dài nói tiếp: "Nếu người Lai La yêu là Ngô Thiên Kỳ, tại sao cô ta phải ra tay với tôi?" "Đúng vậy." Tôi vô thức nắm chặt hai tay lại. "Tại sao Lâm lại nói với tôi rằng người Lai La thích là Ngô Thiên Kỳ? Rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì?" tôi hỏi. "Việc này tôi cũng không rõ lắm. Tôi chỉ biết hai anh em họ phấn khởi đi Pakistan, nhưng sau đó chỉ có một người quay về, mang theo một cô gái đang trong tình trạng thập tử nhất sinh. Còn Lâm thì gần như điên dại." "Điên dại?" "Tức là gần như không nhận ra cậu ta được nữa. Suốt ngày cậu ta cứ ngồi thẫn thờ, ánh mắt đờ đẫn, gọi thế nào cũng không trả lời. Cậu ta nhốt mình trong phòng suốt nửa năm trời, không chịu gặp ai, ngay cả Sumi cũng phải bó tay. Đến tôi cũng tưởng cậu ta sẽ trở thành thằng ngốc đến hết đời.
Bác sĩ gọi đó là chứng tự kỷ sau khi bị tổn thương tinh thần quá nặng. Cô không tưởng tượng được bộ dạng của Lâm lúc đó đâu. Vô cùng đáng sợ. Cậu ta tự giam mình, mất hết cảm xúc, không buồn cũng chẳng vui, thậm chí ngay cả cảm giác đau đớn cũng không còn nữa. Chứng tự kỷ. Lâm chưa từng nói cho tôi biết anh từng có những ngày tháng đau khổ và tang thương khủng khiếp đến vậy. Đó là quãng thời gian khó khăn anh và Layla đã cùng nhau trải qua. Đó mới thật sự gọi là cùng đối diện sinh tử, cùng chung hoạn nạn. Còn tôi hoàn toàn không biết người đàn ông mà mình yêu tha thiết từng trải qua những khó khăn đó. Vậy anh ấy đã bình phục bằng cách nào? Layla đã giúp Lâm bình phục. Cô ta đã giúp Lâm bình phục ư? Hồ Hiểu Ân chỉ một tiếng, không nói thêm nữa. Có thể chị ta không biết nhiều về chuyện đó. Cũng có thể chị ta không muốn nói cho tôi nghe. Tôi trầm ngâm một lúc rồi hỏi, Sumi là ai? Mẹ kế của Lâm. Hồ Hiểu Ân đáp, cũng có thể gọi là mẹ nuôi. Sumi và mẹ đẻ của Lâm đều là vợ của bố cậu ta. Cô cũng biết đó. Tín đồ đạo Hồi có thể lấy 4 vợ. Sau khi mẹ Lâm chết, cậu ta đã được Sumi nuôi dưỡng. Về sau, Sumi lại lấy Ngô Chung. Hóa ra là vậy. Bây giờ tôi mới biết Sumi là mẹ nuôi của anh, còn Ngô Chung là bố dưỡng của anh. Đúng là một gia đình phức tạp. Sumi đi lại không được nhanh nhẹn lắm. Có phải chân bà ta bị thương không? Tôi lại hỏi. Hồ Hiểu Ân chỉ vào chân trái của mình, đáp. Đúng vậy, bà ta bị thọt chân. Hình như là do ngã ngựa khi còn nhỏ. Quả nhiên là bà ta, người phụ nữ tôi đã gặp ở kỹ viện Changa. Gia đình Lâm sản xuất và buôn bán vũ khí, phải không? Hồ Hiểu Ân do dự trước câu hỏi của tôi, một lúc sau hỏi lại. Cậu ta không nói với cô à? Anh chỉ nói với tôi về quá khứ của anh, bộ tộc của anh, những yêu hận tình thù của anh. Tuy nhiên không hé răng nửa lời về những việc anh đang làm. Tôi đã muốn hỏi vô số lần, nhưng lời đến cửa miệng lại không dám thốt ra. May mà còn có Hồ Hiểu Ân để khai thác thông tin. Anh ấy chỉ nói một công ty Moza có mối quan hệ dây mơ rễ má với bên Thượng Hải. Tôi bịa ra một lời nói dối dựa vào những tiết lộ của Vương Nhuệ. Đế quốc chế tạo và buôn bán vũ khí Ngô Thị là một mạng lưới khổng lồ, xưởng sản xuất bí mật ở những xó xỉnh mà cô khó bề tưởng tượng của Đông Nam Á, lấy Trung Quốc làm cầu nối. Moza là mắt xích trung chuyển quan trọng nhất trong đế quốc đó. Địa điểm tiêu thụ là chiến trường Trung Á. Thì ra là vậy. Cho nên Ngô Chung mới định cư lâu dài ở Thượng Hải. Sumi thì thường xuyên ở Pakistan, Layla ở London, còn Lâm thì bay khắp thế giới. Hồ Hiểu Ân thở dài, nói tiếp. Tôi không biết nhiều chuyện liên quan đến Layla lắm, nhưng tôi có thể nói cho cô biết Lâm không hề thích những chuyện này. Nếu không phải do Thiên Kỳ đã chết ở Pakistan thì... Dừng lại vài giây, chị ta mới tiếp tục. Bố mẹ đẻ của Lâm mất sớm, chỉ có Thiên Kỳ là yêu thương cậu ta. Tình cảm anh em giữa họ rất sâu sắc. Ước mơ lớn nhất của cậu ta là trở thành kỵ thủ thi đấu giải quốc tế. Nhưng về sau... Về sau thế sự khó lường, tôi tự nhủ. Cuối cùng, Hồ Hiểu Ân kết thúc cuộc trò chuyện bằng một câu. Hy vọng ngày nào đó, cô và cậu ấy có thể rời xa cuộc phân tranh này. Sau khi rời khỏi phòng làm việc của bà chủ Hồ, tôi cầm số tiền trợ cấp nghỉ việc và một ít vật dụng cá nhân ra khỏi công ty. Hồ Hiểu Ân đích thân tiễn tôi xuống lầu, hỏi. Về phía Layla, cô đã nghĩ ra cách đối phó chưa? Tôi lắc đầu. Chưa từng nghĩ có ngày sẽ phải đối đầu với cô ta. Tôi chỉ nghĩ, nếu một người phụ nữ biết rõ người đàn ông mình yêu không yêu mình, thì cố chấp ở bên anh ta cũng có ý nghĩa gì chứ? Hồ Hiểu Ân ấp úng nói. Mễ lạc, Lâm không muốn cô dính líu quá nhiều vào chuyện gia tộc của cậu ta. Dù sao, cô cũng chỉ là một nhân viên văn phòng được bao bọc từ nhỏ tới lớn. Tôi kinh ngạc nhìn chị ta. Hồ Hiểu Ân hạ thấp giọng, luống cuống giải thích. Ý tôi không phải là làm nhân viên văn phòng không tốt, chỉ là cô không sinh ra ở nơi sóng gió biến động,
sẽ không hiểu được cái gì gọi là giang sơn xã tắc, không hiểu được thế nào là sai một ly đi một dặm. Có lẽ nỗi ưu tư lớn nhất đời cô chỉ là không tìm được một người đàn ông tốt để kết hôn mà thôi. Mễ Lạp, tôi không có ý chê cô nhé, nhưng Lai La 3 tuổi đã tập cưỡi ngựa, 7 tuổi luyện múa đao, 13 tuổi có thể nói lưu loát 5 ngoại ngữ, 15 tuổi bỏ trốn khỏi Pakistan, đi đâu cũng dắt theo một con dao găm chém sắc như chém bùn. Lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, phản ứng của cô ta trước những mối đe dọa tuyệt đối không giống người bình thường. Chỉ muốn nói rằng Lai La không phải là người dễ đối phó. Năm Lai La 19 tuổi, cô ta được bổ nhiệm làm người đứng đầu gia tộc ở nước ngoài. Chỉ trong 3 năm ngắn ngủi, cô ta đã làm cho trị giá tài sản của Moza tăng gấp 3 lần. Mễ Lạp, ý tôi không phải là Lai La không dễ đối phó. Tôi chỉ muốn nhắc nhở cô, có những người phải gánh trách nhiệm lớn lao ngay từ ngày họ sinh ra. Đó là do trời định. Còn cô có thể lựa chọn. Những điều này không phải là tôi không hiểu. Tôi cũng do dự rất lâu trước khi chấp nhận yêu anh. Hơn nữa, tôi đã hứa với anh rồi, chúng tôi sẽ ở bên nhau suốt đời. Mễ Lạp, sau này cô sẽ biết. Thật ra cuộc sống của một nhân viên văn phòng bình thường mới là hạnh phúc nhất. Nhưng có lẽ bây giờ đã muộn rồi. Kể từ ngày Lâm thích cô, kể từ ngày cô gặp cậu ta ở Pakistan, cô đã bị kéo vào thế giới của cậu ta rồi. Bỗng nhiên, ngữ điệu của Hồ Hiểu Ân đầy vẻ thận trọng. Chị ta hỏi, ngại Mễ Lạp, nếu, tôi nói nếu thôi nhé, Lâm cố gắng hết sức cũng không thể ngay lập tức ở bên cô có đợi cậu ấy không? Cả Lâm và chị ta đều hỏi tôi có đợi được không? Lẽ nào việc chờ đợi sẽ vô cùng gian nan? Mặc kệ, tôi trả lời chắc như đinh đóng cột. Tôi sẽ đợi. Tôi đã hứa với anh ấy như vậy. Hồ Hiểu Ân định nói gì đó nhưng lại thôi. Tôi mỉm cười, trấn an chị ta. Hãy tin tôi. Nói cứng là vậy, nhưng trong lòng tôi không phải không lo lắng. Lâm bảo tôi đợi anh, nhưng cụ thể là đợi bao lâu? Vài ngày nữa anh sẽ trở về thật chứ? Anh muốn dẫn dắt người dân Rapput trở về Wars. Việc này cần bao nhiêu thời gian? Mấy tháng? Mấy năm? Hay là cả đời? Chưa kể hiện giờ đang chiến sự hỗn loạn như vậy, tôi có thể cạnh tranh với Lai La, nhưng tôi sẽ đối đầu thế nào với đại nghiệp của cả một bộ tộc đây? Tối hôm đó, Lâm không gọi điện thoại cho tôi như đã hẹn. Tôi gọi cho anh nhưng anh tắt máy suốt. Vô số tin nhắn đều như đá ném xuống đại dương. Mấy ngày đầu mất liên lạc, tôi còn giữ được bình tĩnh. Chắc anh đã gặp phải khó khăn gì đó rất lớn. Nhưng tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Tôi có thể đợi, chỉ cần trong lòng anh có tôi là được. Nhưng một tuần sau, vẫn không có tin tức gì của Lâm. Anh bảo tôi đợi anh, chứ không nói anh sẽ bật vô âm tín như thế này. Tôi bắt đầu đứng ngồi không yên, chạy tới tòa tháp Song Tử, tới hội sở, tới sân bay, theo dõi tất cả các chuyến bay tới Anh Quốc. Thời gian cứ thế trôi đi, một tuần, hai tuần, rồi ba tuần. Sau hôm nói chuyện với tôi, Hồ Hiểu Ân đã đi công tác nước ngoài. Ngô Trung thì như thể đã bốc hơi khỏi trần gian. Tôi chỉ có thể tới tòa tháp Song Tử đợi hết ngày này tới ngày khác. Buổi tối thì tới đường Hằng Sơn, nhưng không có ăn. Căn nhà trở nên vô cùng trống trải. Cứ như vậy, thấm thoát, tôi mất liên lạc với Lâm cả gần một tháng. Trên sảnh chính của tòa tháp Song Tử có một màn hình lớn phát tin tức giao thông, thời tiết, nhưng đa phần là giới thiệu sản phẩm của tập đoàn Hoàn Á. Một buổi chiều, khi tôi đang ngồi nghỉ chân ở bồn hoa trước tòa nhà, bỗng thấy cả màn hình đột nhiên tràn ngập sắc đỏ. Cô MC phấn khích đưa tin về lễ đính hôn tại London của cậu hai tập đoàn Hoàn Á. Những dòng chữ bắn ra như đạn pháo, ghim thẳng vào tim tôi. Chúc mừng lễ đính hôn của ngài Ngô Thượng Lâm và tiểu thư Lai La. Trên màn hình, Lâm mặc bộ vest màu đen lịch lãm, khoát tay Lai La lộng lẫy trong bộ váy già hội, đứng trên thảm đỏ. Hai người bị dân chúng vây quanh, như những vì sao vây quanh mặt trăng. Hết quyển 1. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin gặp lại các bạn vào quyển 2.
Thank you.